chính thức hết Tết và ngày hôm nay đã là mùng 6 Tết rồi, siêu thị Lồng Chim đã hoạt động trở lại bình thường. Và một năm mới thì xin kính chúc tất cả các cô chú, anh chị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và nếu có nhu cầu đặt hàng lồng chim thì hãy liên hệ ngay với siêu thị Lồng Chim để đặt lồng nhé. Và đây là một cái mẫu lồng cu gáy quả đào lập mo cao rộng 36cm. Với thiết kế cái phần cửa lồng thì bé sẽ thiết kế là ba cái phần nan cửa này sẽ là rút lên, anh em chỉ cần rút lên là mình có thể mở cửa lồng rồi. Ở phần phía dưới thì bé sẽ chạm nút trúc nhé. Đó. Rộng sẽ là 36cm, bên em sẽ tặng kèm đầy đủ cái phần phụ kiện như hình bao gồm cóng này và giỏ thóc. Đó, và móc thì sẽ đi kèm với lồng rồi nhé. Và cả cái phần đáy mẹt này này thì cũng sẽ đi kèm với lồng luôn. Đó, anh em mà yêu thích cái chiếc lồng này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị Lồng Chim để đặt lồng nhé. Giá của sản phẩm là 750.000đ một chiếc. Đó, số lượng thì đang còn vài chiếc thôi. Bên em sẽ đang hoàn thiện những cái lô tiếp theo để phục vụ anh em. Bởi vì lúc Tết thì cũng hết hàng rồi. Đấy. Chỉ còn một hai chiếc thì lát nữa sẽ bên em cũng đóng hàng đi gửi nốt cho những anh em đặt trước Tết mà không kịp gửi. Đó thì bên em cũng sẽ triển khai làm lô mới nhanh chóng để có thể phục vụ anh em kịp thời nhất. Đấy, size 36 cm nhé. Giá là 750.000. Em này sẽ là cái phần móc con cò rất là dài, dáng rất là xinh luôn. Đây, cái phần phía trên thì bên sẽ lập mo cau này. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các mẫu lồng khác nữa. Anh em muốn tham khảo các mẫu lồng thì nhớ follow kênh để cập nhật thêm các video về các mẫu lồng của siêu thị Lồng Chim nhé.